Các chuyên đề được phổ biến gồm triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật, giới thiệu sử dụng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp biên soạn và ấn hành trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hướng dẫn khai thác vận hành và ứng dụng hệ thống quản lý, tổng hợp dữ liệu, kết quả thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Gia Lai, tổng hợp báo cáo và quản lý công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi chia sẻ giới thiệu một số mô hình giải pháp về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.